Mến chào các em học sinh khối 8. Hôm nay chúng ta tiếp tục sửa tiếp đề cương phần bài tập còn lại. Các em lấy vở, bút và đề cương bài tập ra, chúng ta cùng sửa tiếp nhé. Let's get started. Tiết học trước cô đã sửa phần phonetic rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần B, vocabulary and grammar. Do the best answer to complete the following sentences. Chọn câu trả lời chính xác nhất để hoàn thành câu nhé các em. Câu số 7. Chúng ta có thank you inviting me to the rice cooking festival. À, ở đây chúng ta thấy cho cô quan sát câu số 7. Chúng ta có cấu trúc thank you cộng với giới từ for, sau đó sẽ cộng với danh từ hoặc là động từ thêm in inviting, có ý nghĩa là cảm ơn vì sự việc gì đó. Vậy thì câu đẩy này chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A. Câu số 8. Nga sâu nhi wait tickets. Chúng ta thấy trong câu số 8 này có từ where. Where là từ để hỏi, vậy thì nó sẽ đứng trước một động từ nguyên mẫu có to. Vậy thì đáp án rõ ràng rồi ha, đó là đáp án B, to get. Câu số 9. Do you mind if I this composition for me? À, chúng ta thấy cấu trúc câu do you mind if I. Vậy thì các em nhớ tiết học trước cô đã dạy cho các em cấu trúc câu sau do you mind if I cộng với động từ như thế nào các em? Đúng rồi, động từ nguyên mẫu. Vậy thì đáp án ở câu số 9 này là đáp án C, correct. Number 10. Câu số 10. Angkor Wat now is a famous tourist. À, đối với câu hỏi này đó là về phần vocabulary, từ vựng. Câu này có nghĩa là bây giờ Angkor Wat là một nơi nổi tiếng như thế nào khách du lịch. Các em dở sách ra cho cô trang 134 dòng cuối. Câu này có trong sách. Vậy thì ở đây chúng ta cần một từ loại, đó là danh từ, đó là sự thu hút, câu C, attraction. Có đuôi sần là danh từ ha các em, có mang ý nghĩa là sự thu hút. Chúng ta tiếp tục. Continue. Sentence 11. Hạ Long Bay is a World Heritage Site recognized UNESCO. Vịnh Hạ Long là một cái World Heritage Site. Đây là một di sản văn hóa thế giới. Recognize, chúng ta có recognize sau đó sẽ cộng với giới từ là giới từ by, mang ý nghĩa là được công nhận bởi cái gì đó. Ở đây được công nhận bởi UNESCO. Vậy là đáp án câu B. Tiếp tục câu số 12. It's too cold outside. Would you mind the window? À, ở đây chúng ta phát hiện ra cấu trúc câu would you mind. Sau would you mind cộng với động từ verb in. Vậy là đáp án câu B. Quá dễ đúng không các em? Chúng ta tiếp tục nhé. Sentence 13. Lan is studying hard. Pass the final exam. Lan thì đang cố gắng học hành chăm chỉ như thế nào đó để mà pass là đậu, vượt qua cái final exam, cái kỳ thi cuối kỳ này. Vậy thì nhìn vô đây chúng ta sẽ chọn được đáp án là câu nào các em? Đúng rồi, đó là câu C, cụm từ in order to, cụm từ chỉ mục đích. Ở tiết học trước cô đã dạy rồi ha. In order to hoặc là so as to, sau đó sẽ cộng với một động từ nguyên mẫu. Đây, động từ pass, động từ nguyên mẫu, có nghĩa là để. Đây là Lan đang cố gắng học hành chăm chỉ để mà vượt qua cái kỳ thi cuối kỳ này. Chúng ta tiếp tục ở câu số 14. This bag of plastic. Câu 14 này chúng ta quan sát, có nghĩa là cái túi này
như thế nào đó bởi nhựa. À đây người ta cho động từ made là được làm từ ha. Vậy thì ở đây cái túi nhựa này mình sẽ sử dụng cấu trúc là câu bị động. Bị động ở thì hiện tại đơn. Vậy thì chúng ta quan sát cho cô, bị động ở thì hiện tại đơn sẽ có cấu trúc là gì? Các em nhớ lại cho cô bài học trước cô đã ôn tập lại cho các em rồi. Đó là chủ từ cộng với be, đây là đối với hiện tại đơn thì chúng ta phải chia là am, is hoặc là are. Sau đó sẽ cộng với V3 hoặc là VED. Vậy ở đây, this bag ở đây mấy cái túi các bạn? À chỉ có một cái túi thôi, cho nên động từ to be sẽ là is. Vậy thì chúng ta loại trừ được câu B với câu D rồi ha. Vậy thì chỉ còn lại câu A với C thôi. Rồi sau khi có động từ to be là is rồi, sẽ sau bị động thì chúng ta sẽ cộng với động từ ở dạng cột 3 hoặc là VED. Ở đây là động từ made, là động từ bất quy tắc, cho nên chuyển về cột 3 made. Vậy đáp án ở đây là câu A. Sorry. Chúng ta tiếp tục cho cô câu số 15. I'm happy on the exam. Chúng ta thấy cho cô là câu số 15 này có tính từ happy. Ở đây tính từ happy này là tính từ chỉ cảm xúc. Vậy thì tính từ chỉ cảm xúc, cảm giác đó thì thường được theo sau bởi một cụm động từ nguyên mẫu. Vậy thì ở đây chúng ta có cấu trúc là chủ từ cộng be cộng tính từ cộng to infinity. Ở đây là câu B. I'm happy to pass on the exam. Tôi rất là vui, tôi rất là hạnh phúc khi mà vượt qua tất cả các cái kỳ thi. Tính từ cộng to infinity. Continue. Sentence sitting. We dinner when my friends arrived yesterday evening. Chúng ta ăn tối khi mà những người bạn của tôi đến vào tối hôm qua. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cho cô trong câu này có từ when, và sau nó là một mệnh đề. Ở đây chia là arrived ở dạng quá khứ đơn. Vậy các em nhớ lại cho cô, khi mà có một cái hành động đang diễn ra trong quá khứ thì cái hành động đang diễn ra trong quá khứ đó chúng ta dùng thì gì các em? Các em có nhớ không nè? À đó là dùng thì quá khứ tiếp diễn. Thì có một cái hành động khác xen vào. Ở đây cái hành động khác là những người bạn đã đến nè, xen vào đây là dùng quá khứ đơn. Vậy câu hỏi đặt ra tiếp theo, quá khứ tiếp diễn cấu trúc là gì? Các em nhớ lại cho cô ha. Quá khứ tiếp diễn cấu trúc là was hoặc là were, sau đó sẽ cộng với một động từ thêm in. Vậy ở đây chúng ta đã loại trừ được đáp án A và B rồi, bây giờ chỉ còn C với D thôi. Thì C với D thì động từ to be was là were, đi với chủ từ là we. Quá dễ đúng không nào? Đúng rồi, đó là đáp án C, were having. Continue. Sentence 17. Santa Claus is based the description of Saint Nicholas in the poem A Visit from Saint Nicholas. Đối với câu số 17 này thì chúng ta bắt gặp được based đi với giới từ là on nhé. Thì based on có nghĩa là dựa vào ha. Ở đây là ông già Noel này được dựa vào cái sự mô phỏng, mô tả description. Sự mô tả của Thánh Nicholas trong cái bài thơ A Visit from Saint Nicholas, chuyến viếng thăm của Thánh Nicholas. Quá dễ, based on, dựa vào. Continue. Sentence 18. Yesterday, I met a pop star while I the street. À, ở đây chúng ta lại gặp từ while. Trước while dùng met, quá khứ đơn. Vậy thì các em nhớ lại cho cô, có từ while trước dùng quá khứ đơn. Vậy thì sau đó sẽ
Dùng gì? Dùng thì gì các em? À, khi diễn tả một cái hành động mà đang diễn ra trong quá khứ thì một hành động khác xen vào, thì chúng ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn, giống như câu số 16 hồi nãy ở trên cô đã giải rồi ha. Vậy thì ở đây là người ta dùng quá khứ đơn, sau đó sẽ dùng quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn đối với chủ từ là I sẽ đi với từ was là were. Đây là chọn đáp án là câu D, was ha. I đi với was và động từ thêm in là rushing. Continue 19. Do you know when on the plane? About a quarter past night, we must be hurry up. Ở đây chúng ta thấy trong câu số 19 này có từ when, WS questions, từ để hỏi. Vì từ để hỏi này sẽ đứng trước một động từ nguyên mẫu có to. Cô nói như vậy thì các em đã biết được đáp án nào rồi đúng không nào? Đáp án ở đây là câu A, to get. Chúng ta có cấu trúc WS questions. Từ để hỏi bắt đầu bằng chữ WS gồm có what, where hoặc là when. Sau đó sẽ cộng với to infinity, động từ nguyên mẫu có to. Các em nhớ nha. The last one, 20. Câu 20. This machine can help farmer to the rice from the husk. Chúng ta thấy ở câu này có giới từ from. Vậy thì từ nào đi với giới từ from có ý nghĩa là tách ra khỏi. Đó là cái máy này có thể giúp cho những người nông dân này có thể tách gạo ra khỏi trấu, husk, trấu. Vậy thì ở đây là câu A, separate, có nghĩa là tách ra. Còn câu B, repair này, đối với các bạn, repair này đi với giới từ gì? Đúng rồi, repair đi với giới từ for, có ý nghĩa là chuẩn bị gì đó ha. Vậy thì cô đã giải quyết cho các bạn tiếp phần B, vocabulary and grammar, từ câu số 7 đến câu 20 rồi. Các em lấy vở và ghi bài vào nhé. Và đừng quên làm bài tập theo đường link phía dưới. Goodbye and see you again.